Lớp học siêu nhộn kính chào. Lớp học siêu nhộn, một lớp học độc nhất vô nhị với một ông thầy vô cùng đáng yêu cùng bốn học sinh siêu chất. Hai người Việt cảm thích xa nhau là tình yêu cách cảm. Cách mạng công nghiệp 4.0 là gì? Thưa thầy, đó là cắt một mảng người ra cho mảng người khác. Mỗi tuần là một giáo viên dự giờ khó tính, khó chịu và khó chiều. Bất ngờ, ngộ nghĩnh, thông minh, đáng yêu. Hãy đến với thế giới siêu nhộn của trẻ thơ với lớp học siêu nhộn. Lớp học siêu nhộn kính chào. Yeah. Yeah. Rồi một hàng ngang xếp. Chắc còn làm khó thầy nữa rồi. Rồi xếp vào đây. Xếp vào đây. Cô đơn. Xếp vào đây. Rồi chưa? Trang phục là đẹp. Đẹp quá đẹp. Bây giờ điểm danh nè. Bắt đầu từ Khả Hân. 1, 2, 3, 5. Ồ, có chữ bá. Sĩ số ra là đủ 4 người. Bắt đầu mình sẽ tâm sự câu chuyện bí mật của lớp học siêu nhộn chúng ta. Dạ. Các con biết không, trường của chúng ta vừa mới chuyển về một cô hiệu phó mới, rất là khó tính. Cô hiệu phó đi dự giờ tất cả các lớp và lớp nào cô cũng đều khó chịu hết. Chỉ còn duy nhất một lớp chúng ta. Những lớp kia loại hết rồi. Loại. Còn lớp học siêu nhộn chúng ta. Bởi vậy lớp của chúng ta tất cả thầy và các em phải đoàn kết lại học một buổi học thật là giỏi để cho cô hiệu phó mình nể mới được. Túc. Đúng không? Đúng rồi. Vậy thì hãy thực hiện quyết tâm nào. Kỳ này chúng ta phải quyết thắng. Thầy đứng gì đó để chào đón cô. Để từ từ, sắp tới giờ cô này anh rất là đúng giờ. Cám. Tụi con biết không, cô hiệu phó này tên là Thùy Anh, một cái bà cô già lộn xộn, xấu xí bành xác, khó chịu nữa. Bởi vì mình phải hợp tác lại để mà đúng như bà cô. Ê, rồi. Cả lớp, cô là Thùy Anh. Cô đến đây để dự giờ cũng như là dạy các con ngày hôm nay. Cô nghe đồn lớp này rất là dễ thương, đáng yêu và rất là trật tự nữa. Dạ, mọi người đồn về lớp học siêu nhộn của tôi vậy là thật là chính xác cô Thùy Anh mà. Tại sao các em hôm nay lại mặc bộ đồ này mà không mặc đồng phục? Tại vì ngày hôm nay lớp học siêu nhộn biết cô Thùy Anh sẽ dự giờ nên đã chuẩn bị những trang phục và những tiết mục văn nghệ để phục vụ cho cô. Wow, đó mà. Đúng là lớp của các em hát. Ra đây, hãy hát một bài để nói về sự xinh đẹp trẻ trung của cô Thùy Anh hiệu phó. Nào các con, 2, 3. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, thật trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Khi cháu gần bà, cháu mới biết bà vui. Đây. Đây là bà cô hiệu phó. Bà cô hiệu phó. Thùy Anh, theo cô thấy thì hình như là bài này có phải là thầy chủ nhiệm đã dạy cho các con đúng không? Dạ đúng. Thầy chủ nhiệm bắt các con hát bài này đúng không? Dạ. Các con thích hát bài này tặng cho cô hả? Dạ. Đó, tụi nhỏ nó không biết nói láo. Nó chỉ hát bài này để nói lên nhan sắc của cô thôi, cô Thùy Anh à. Giờ cô bắt đầu thấy là lớp học này hôm nay thực sự là siêu nhộn rồi đấy. Rồi, tụi con, rồi. Hãy về chỗ ngồi. Dạ. Okay. Nhưng mà trước khi vào tiết thì các bạn hãy giới thiệu về tên của các bạn được không? Dạ được. Ok, con đây là gì? Dạ, cái tên là Nguyễn Thôi, năm nay con 6 tuổi, năng khiếu của con là nói nhiều. Và rất là đẹp trai đúng không nào? Đúng như vậy, về chỗ. Ok, con cảm ơn. Con đây là gì nào?
Con tên là Đặng Cáo Hân, năm nay con 7 tuổi. Con có năng khiếu là hát. Mặc dù con mặc áo bà ba nhưng mà con hát cho nó sung sung lên. Con sẽ hát bài nhũ điệu quan giả. Trời ơi. Thêm một tiết mục văn nghệ nè. Dạ. Đêm quay cuồng trong mơ hồ, loài người như cua điên trong cơn say. Xin cười, xin cười nào, xin cười, xin cười. Cảm ơn Khả Hân. Lúc mà đây là nói lên cảm xúc Khả Hân là khi mà cô giáo tới thì em nó quay cuồng. Con hãy làm một động tác gì đó để chào cô đi nào. Dạ con chưa hết. À con chưa hết, rồi tiếp tục quay cuồng tiếp tục con. Rồi. Ta quay cuồng say mê đời, cuốn nhiệt như gió lốc trong hoàng dù xin cười xin cười lên nào. Quá hơn. Cảm ơn cô. Khả Hân đã nói lên cái sự mà khi cô giáo tới đã quay cuồng. Cô quá xinh đẹp và tài giỏi đúng không nào? Đúng như vậy. Sao? Dạ. Vẫn chưa hết. Vẫn chưa hết. Dạ. Ta chưa bao giờ như bây giờ gao gao. Có ai là dư dầu bi thân năm tầng và chút xuân thì đúng điều rất là quan dạ. Này mong muốn ta mãi yêu đời, hãy đến đây tặng cho giấc mộng lành và người người sẽ đến với nhau người hát. Wow. Yeah. Nghe con hát xong rồi cô cũng bị quay cuồng Siri cry rồi. Cô đây là Khả Hân. Rồi, dành viên tiếp theo của lớp học siêu nhộn. Dạ, dạ, con tên là Nguyễn Văn Cường. Năm nay con 6 tuổi, con đang học lớp 1. Năng khiếu của con là đá banh và sở thích của con là đi chơi thể thao cùng ba. Yeah, con hãy làm cái hành động gì đó để chào cô giáo một cách lễ phép đi nào. Con chưa biết. Thì con chào đi, nếu mà gặp người lớn mà sẽ chào như thế nào. Đó, okay, rất con, lễ phép. Rồi, ngoan quá. Rất đặc sắc. Ý kiến cô ơi. Ơi. Con nghĩ chào gì đẹp hơn nè cô. Đó, mỗi người đều có một động tác chào hết. Gentleman đúng không? Khoan, cô có ý kiến chào như vậy còn đẹp hơn nữa nè cô. Chào như vậy thế nào? Đó, phải có một cú chập lại mới được. Phải nâng với cô nào? Dạ, con tên là Phùng Nguyễn Minh Khang. Năm nay con 7 tuổi. Sở thích của con là đá banh, chơi piano và rất nhiều nữa. Rồi, con ra con chào cô đi chứ. Đây là một kiểu chào mà là con suy nghĩ 30 ba chục bốn mươi đầu kiểu chào liên quan đến cái ban luôn suốt chào cô. Nghĩa là con suốt cô đi rồi con lại chào cô suốt lại nó có vòng có chữ vào rồi để cô xem mà tiết học ngày hôm nay là con sẽ trả lời cô như thế nào nè. Dạ thì bây giờ lớp tôi đã sẵn sàng để vào tiết dự giờ của cô Thùy Anh rồi đó, các con chuẩn bị đi nào. Chúng ta cùng bắt đầu vào tiết học ngày hôm nay ha. Và tiết ngày hôm nay của chúng ta đầu tiên nó chính là kiến thức xã hội. Sẽ có một câu và các con sẽ giải thích cho cô biết cái câu này có nghĩa là gì. Phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi ở Cà Mau. Ổ dịch này, tả heo châu Phi và Cà Mau thì con hiểu các từ đó không? Ổ dịch, ý nghĩa cho ổ dịch là gì? Có giống như là ổ gà. Con nghĩ là ổ dịch này vì thiếu chứ con. Con vịt thấy đúng. Ồ, dịch thì giống tổ con vịt. Dạ. Chẳng có ai có chung ý kiến như vậy không hay là có ý kiến gì khác? Khang. Đây là một cái dịch đá heo quay lại. Dịch đang được lây lan ở Việt Nam mà theo con đếm chắc cũng khoảng chừng hàng ngàn con heo rồi đấy. Con nghĩ là nguyên được Việt Nam rồi đó. Là dài. Cái Việt Nam chứ không phải riêng cả. Dạ, những chú heo nó đã bị bệnh đó. Cái bệnh đó từ châu Phi nên kia dịch đá heo châu Phi. Là con heo đó là những bài đó được mai, tức là mai táng á. Mai táng. Là nó sẽ không có được là ghi là giống như ở quan tài đâu, nó chung chung với nhau. Mà kiểu nghĩa trang mà một cái hố là mọi người sẽ đào một cái hố. Mà nhưng mà phải bịt khẩu trang lại kia đó không có bị lây vậy. Tại do dịch đó có thể lây lan đến người hay đúng sao á. Đúng như vậy. Vậy thì cái triệu chứng của con heo đó là như thế nào? Nó sẽ giống như là nó sẽ nằm lì. Nằm lì. Nó kiểu như chết luôn á. Chứ không phải là châu Phi là nói con heo nó đang màu trắng nó sẽ biến thành màu đen. Con heo á thường nó hồng lắm nhưng mà hình như theo con thấy nhắm là nó con heo bị bị nó sẽ màu nhạt hơn. Màu nhạt hơn. Rồi, đó là ý kiến của bạn Khang. Đúng rồi. Cô rất là cảm ơn thông tin của các con trong câu hỏi này. Bây giờ cô sẽ chuyển sang một câu hỏi khác. Lửa đang thiêu rụi rừng Amazon với tốc độ 110 sân bóng mỗi giờ. Có ai hiểu câu này không? Dạ con hiểu. Con hiểu. Will trước đi. Dạ tức là một ngọn lửa chạy với tốc độ cao đốt hết chạy gần Amazon với tốc độ một tiếng là chạy được 11 vòng.
11 trăm vòng. 11 trăm vòng. Nhưng Amazon không dễ bị đốt đâu cô. Amazon một trong những cái rừng nổi tiếng. Ở đâu nhỉ? Rừng Amazon ở đâu nhỉ? Dạ, Amazon hình như là ở châu Phi. Yeah. Oh. Còn ai cảm nhận thấy câu này thế nào? Khang. Là vậy nè cô. Thì theo con biết là rừng Amazon đó, những cái khu rừng đang bị phá hủy với tốc độ 10 thân bóng mỗi giờ rồi. Mà theo cái vụ này nữa là một con lửa đang cứ từ từ đang cháy hết nguyên cái tài nguyên mà được là một nơi cung cấp rất nhiều oxy cho thế giới. Wow. Và thậm chí là Việt Nam luôn. Oxy nó bay sang Việt Nam luôn. Có thể bay sang Việt Nam nếu mà đủ may mà không bị ai hết trước. Không bị ai hết trước. Hít vào nó thì làm sao nhỉ con nhỉ? Nó sẽ tốt là mình sẽ thải ra cái CO2. Nó rất là tốt cho sức khỏe. Nhưng mà nếu mà không có rừng á, cô biết không? Có giống như là cái mạng lọc vậy á. Nên nó chúng ta là sẽ là chết ngợp vì đó. Giống như là lá phổi mà lửa ra giống như là con da đi chặt chặt từ từ. Theo con nghĩ á, là ít nhất cũng phải là hơn 60 sân bóng mỗi giờ bị mất. Và bây giờ nó đang cháy hết là 110 sân bóng. Nghĩa là trong rừng Amazon có sân bóng trong rừng Amazon hay là diện tích rộng như sân bóng? Rất là rộng như là sân bóng thôi. À, chứ làm sao mà trong rừng có sân bóng được. Mà nếu mà có sân bóng là nó chắn bóng thì chi nghĩ lên cái sân cờ đó. À, cô hiểu đấy. Đúng chứ sao. Ok. Nhưng mà thực sự ý kiến cô. À, bây giờ cho nốt bạn bạn nào có ý kiến? Con. Ok, chào bạn nữ trước nha, bạn Hân trước nha. Dạ, là nếu như một hồi á, bạn này có nói nhiều quá, cho tụi con ngủ một giấc để chơi qua năm lẹ. Đó là ý kiến cá nhân của cả Hân, ghi nhận. Dạ. Thì Nguyên có ý kiến gì nào? Có ý chung ý kiến nếu với cả Hân không? Nếu bình thường, nếu mình làm hiệu phó thì phải trải ra cái thời kỳ làm cô giáo. Làm cô giáo thì mỗi lần mình làm xong một thứ gì là mình nộp thì cô phải chấm điểm mà. Mà bây giờ thấy cô khác rồi. Cô đang định chấm điểm đấy á, con giơ tay nè. Học trò tôi nói đúng. Muốn làm hiệu phó là phải trải qua một quá trình làm giáo viên. Nên cô biết là xong một bài tập phải chấm điểm cho các em đó. Đúng, cô biết, cô đã nói khi mà cô bước vào đây, cô đã biết là các con nói sẽ rất là nhiều. Nhưng ai ngờ cô vẫn là bị kém lời trước các con đó. Và cô đang định là tặng cho mỗi bạn một huy hiệu để coi như là chào mừng cô đã đến với lớp. Nên cô sẽ tặng cho các bạn mỗi người một huy hiệu trước. Này, tặng cho bạn một. Yeah. Bạn một. Đây, tặng cho bạn một. Con ý kiến nữa là cô không tặng con. Ok. Cô hiệu phó đã bắt đầu thể hiện quyền lực của cô. Đấy. Không, để đi một hồi đếm để. Rồi, sau hai câu hỏi vừa rồi thì cô thấy là các bạn đều rất là năng nổ. Nhưng với bạn Khang thì bạn trả lời rất là đúng. Thế nên là cô sẽ tặng thêm cho bạn Khang hai huy hiệu. Hay quá. Cô để đây cô. Và bên này cũng rất là hợp tình hợp lý. Thế nên cô cũng sẽ tặng một like cho các bạn. Được chưa nào?